Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký chiến tranh của tác giả Nguyễn Văn Nĩ với nhan đề Hoa lửa đường về. Phần thứ 6. Đánh đổi Tuy nhiên không phải bất cứ sự đố kỵ nào cũng hại cho mình. Thời kháng chiến chống Pháp nhờ có sự đố kỵ mà người ta buông tôi để không còn là vật cản trong một chuyện tình. Nhờ thế tôi như chim sổ lồng thoát ra khỏi cái dọ của anh công chức nhà binh trong văn phòng chính ủy. Tôi nhận quyết định xuống tiểu đoàn chiến đấu, với nhiệm vụ phó ban công tác chính trị đại đội B tiểu đoàn 86, với hàm trung đội bậc trưởng, ngang cấp thiếu úy bây giờ. Dạo đó giữa hè 1951 vừa lúc kỷ niệm ngày sinh thứ 21 của tôi. Tôi đã đạt nguyện vọng bước một, được rời khỏi cơ quan, sẽ tiến thêm bước nữa, bước mà tôi háo hức mong đợi là làm người lính chiến. Tôi không thích làm nhà công tác chính trị. Trên đã thông rằng tôi có phong thái con nhà chính trị hơn quân sự, rằng tôi là đảng viên cộng sản đã kinh qua công tác đảng thường vụ tri ủy ở một cơ quan khá đông đảng viên quần chúng số đông là cán bộ lại là cơ quan chỉ huy rằng được đào tạo căn bản về công tác chính trị có trình độ lý luận rằng chức danh tôi được bổ nhiệm có điều kiện thẳng tiến sau này tới đây không lâu phó ban công tác chính trị đại đội sẽ chuyển thành chính trị viên phó đại đội tôi sẽ là một trong số không nhiều cán bộ đại đội trẻ tuổi lúc ấy tôi không màng danh này trước kia có thể tôi còn quá trẻ chưa biết nghĩ đến chuyện ló mòi đầu óc địa vị mộng ước của tôi trực tiếp cầm súng chiến đấu dù chỉ là một cán bộ tiểu đội. Năm 1952 theo chỉ đạo Bộ Tổng Tư lệnh và Tư lệnh Liên Khu 5, tiểu đoàn 86, tiểu đoàn chủ lực duy nhất còn lại của ba tỉnh cực Nam Trung Bộ giải thể. Các đại đội trở thành bộ đội địa phương truyền thuộc cho các huyện đội Hàm Thuận, Bắc Bình, làm nòng cốt phong trào du kích chiến tranh những vùng trọng điểm. Tuyển chọn trong tiểu đoàn giữ lại một số cán bộ chiến sĩ tinh túy, trẻ, có kinh nghiệm chiến đấu thành lập bộ đội xung kích lực lượng này được xây dựng thành đơn vị tinh nhuệ thiện chiến đơn vị được huấn luyện tác chiến theo chiến thuật kỹ thuật đặc công chuyên công đồn diệt cứ điểm và có bộ phận cơ động ứng chiến cho các vùng sung yếu gọi bộ đội vì tổ chức biên chế không như tiểu đoàn bộ binh quân số ít hơn nhưng chất lượng cao hơn chiến sĩ có trình độ ngang cấp tiểu đội trưởng hoặc tiểu đội phó cán bộ chỉ huy các cấp hạ một bậc dịp may hiếm có nhân biên chế đơn vị tôi xin đánh rồi chức phó ban công tác chính trị đại đội đã trở thành chính trị viên phó ở các đại đội bộ binh xuống làm phân đội phó hoặc tiểu đội trưởng xung kích. Người ta thảo luận cân nhắc rồi chấp nhận bố trí tôi làm phó một phân đội để xem khả năng quân sự tôi ra sao. Gọi phân đội vì quân số ít hơn một đại đội nhưng chất lượng cao hơn, số lượng đông hơn một trung đội bộ binh thông thường. Những vị bề trên ở đây không ai biết tôi đã được đào tạo cơ bản có hệ thống và đỗ đạt cao, thủ khoa trường trung đội trưởng, ở các trường huấn luyện cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Chẳng mấy ai biết tôi khi còn là phó ban công tác chính trị đại đội B tiểu đoàn 86 thường được ủy quyền làm quyền bí thư chi bộ đảng. Quyền chính trị viên đại đội đã cùng đại đội trưởng Nguyễn Phương chỉ huy nhiều trận đánh phục kích, vận động phục kích tiêu diệt gọn nhiều tốp, toán địch, bắt tù binh thu vũ khí ở Kim Ngọc Xoài Quỳ. Với cương vị trên chúng tôi chỉ huy đại đội B, trong đội hình tiểu đoàn tấn công tiêu diệt căn cứ quan trọng bậc nhất của Pháp ở Bình Thuận là căn cứ SIP -E trên dãy đồi cao Nam cách thị xã Phan Thiết 1,5 km. Căn cứ này có trận địa pháo 105 ly, sân bay. Thời thuộc Pháp, nó vốn là trường cao đẳng thể dục Đông Dương. Lúc chiến đấu tôi ở cương vị trên theo sự phân công của ban tri ủy và ban chỉ huy đại đội. Đồng chí chính trị viên Nguyễn Tùng lớn hơn tôi 8 tuổi. Anh quê miền Đông Nam Bộ. Anh tập trung chuyên lo xây dựng phong trào du kích chiến tranh vùng sung yếu nhất lúc đó là Tam Giác, sát cận thị xã Phan Thiết, tạo và giữ mối quan hệ gắn bó với chính quyền của ta ở các thôn xã, đảng bộ địa phương những địa bàn hoạt động của đại đội. Còn tôi được phân công đảm nhiệm công tác chính trị trong chiến đấu. Trong đại hội chi bộ đại đội tháng 7 năm 1951 có trên 80 đảng viên. Đại đội lúc bấy giờ quân số 150 người. Tôi được bầu vào cấp ủy có chân trong thường vụ theo điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương đảng viên chi bộ đông như thế trong ban chi ủy có thường vụ. Hai nhiệm vụ tác chiến và xây dựng phong trào có mối quan hệ hữu cơ. Cả hai đều quan trọng, nhưng xây dựng phong trào là trọng tâm hàng đầu. Đây là chủ trương lớn của Bộ Tổng Tư lệnh, nên phân công anh Tung phụ trách công tác này là phải lẽ tôi cùng đại đội trưởng Nguyễn Phương và đại đội phó Lê Trọng Vĩnh gắn bó ăn ý nhau trong chiến đấu. Anh Phương lớn hơn tôi 9 tuổi như bậc đàn anh. Anh Tám Vĩnh có cô em gái thứ 10 đồng tuổi tôi lại cùng quê. Anh thường nói nửa đùa nửa thật cậu ưng mình gã nó cho. Hai anh nhận xét tôi phải là cán bộ quân sự mới đúng, tuy bề ngoài trông vẻ thư sinh. Hai anh biết mỗi lần xung trận tôi tuy là cán bộ chính trị nhưng không nhường bước một ai. Tôi không hô hào động viên xuông mà dùng hành động của mình lôi cuốn người khác nhiều lúc ý kiến tôi giúp anh Phương sáng ra kịp thời xử lý các tình huống trong chiến đấu. Thậm chí đôi lúc bốc đồng tôi lạm quyền lấn sân anh tự ra những mệnh lệnh. Anh không lấy đó giận trách tôi, trái lại càng khuyến khích xem như kèm cặp chỉ vẽ tập sự cho tôi quen cách chỉ huy tác chiến. Có điều tôi cũng nhận thức không để quá đà, biết dừng đúng lúc. Chuyển về đơn vị xung kích, các đồng chí chủ chốt trong ban chỉ huy đều ở liên khu năm phái vào, chỉ biết tôi vốn công tác ở văn phòng, bây giờ theo biên chế mới, làm trợ lý công tác chính trị một tháng sau tôi được bố trí làm phân đội trưởng phân đội xung kích tiếp chiến biên chế bộ đội xung kích có bốn phân đội và cơ quan bộ ba phân đội đầu là đặc công trinh sát đặc công chiến đấu đặc công công binh chất lượng chiến sĩ và cán bộ được tuyển chọn rất kỹ chiến sĩ chẳng những có trình độ kỹ thuật chiến đấu điêu luyện còn có hệ thần kinh thép và thể lực bền bỉ dẻo dai cả ba phối hợp cùng phân đội thứ tư chuyên mật tập tiêu diệt các căn cứ cứ điểm địch từ một đến hai đại đội chú đóng phòng thủ trở lên. Phân đội thứ tư, đặc công xung kích. Đơn vị này có hai chức năng. Một là, nếu phối hợp cùng ba phân đội trên mật tập tiêu diệt cứ điểm, nó cũng giữ vai trò quyết định dứt điểm. Trong thực hành chiến đấu nó được sự hỗ trợ của đặc công công binh bí mật mở đường trước qua các bãi chướng ngại nhiều lớp, nhiều kiểu rào dây thép gai, các loại mìn phát sáng, nổ tự động, trông chè trông sắt. Nó đưa lực lượng từ ngoài bí mật theo đường mở tìm nhập ém sát chân thành bìa hào chờ sẵn. Đặc công chiến đấu có nhiệm vụ tìm nhập đặt bộc phá điện, loại bộc phá tự làm, ngòi nổ gắn dây điện kép dài ra bên ngoài. Toàn bộ hệ thống lô cốt đều xây bằng bê tông cốt thép âm sâu xuống đất bên trên phủ chùm dây thép gai đều bị các chiến sĩ đặc công ém đặt mỗi lô cốt từ 1 đến 2 quả bộc phá điện, mỗi quả từ 2 đến 4 kg thuốc nổ TNT hoặc C4. Khi tiếng bộc phá đồng loạt vừa nổ rền trời rung đất, đặc công xung kích đã ém sát tường thành lao lên thọc thật nhanh vào tung thâm cứ điểm như mũi dao nhọn chọc vào tim địch dùng tiểu liên thủ pháo lựu đạn đánh diệt cơ quan chỉ huy điện đài trại lính kho tàng lô cốt mẹ ụ chiến đấu vọng cu quan sát ổ đề kháng hầm ngầm gặp ổ đề kháng kiên cố bị chống trả mạnh chiến sĩ xung kích sử dụng súng chống tăng baroka do binh công xưởng chế tạo và bộc phá tiêu diệt như vậy khâu dứt điểm cuối cùng bên trong cứ điểm thuộc phân đội xung kích có tên gọi là xung kích tiếp chiến. Tôi được cử làm phân đội trưởng phân đội này. Đơn vị đã tham gia nhiều trận tiêu diệt lớn làm thối động hoang mang quân chiếm đóng, gây tiếng vang khắp vùng cực nam như các cứ điểm. Ngã 2, một đại đội địch. Sông Quao, một đại đội địch. Tiểu khu Lương Sơn, hai đại đội và chính quyền ngụy cấp huyện. Tiểu khu Mũi Né, hai đại đội và chính quyền ngụy cấp huyện, thu một đại bác 90 ly gia bát một đại đội địch mỗi trận đánh chung cho cả đơn vị sung kích và riêng phân đội tôi thương vong không bao nhiêu có trận vài đồng chí có trận không chức năng thứ hai của phân đội ngoài việc phối hợp tiêu diệt ký điểm lại là đơn vị cơ động chiến đấu độc lập hỗ trợ bộ đội địa phương các huyện đánh địch bảo vệ phát triển phong trào địa bàn hoạt động phân đội tôi khá rộng bao gồm khu căn cứ địa lê hồng phong thường gọi khu lê huyện hàm thuận một phần huyện hàm tân chủ yếu khu tam giác sát nách thị xã phan thiết một vùng điển hình cả các tỉnh cực nam về phong trào du kích chiến tranh một vùng tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch trong suốt thời gian kháng chiến chống pháp tam giác cũng là quê hương của tôi trong một trận đánh chúng tôi bắt sống một tên quan hai pháp hỏi nó cảm tưởng về vùng đất này làm nhiệm vụ đánh mật tập với chiến thuật đặc công tiêu diệt cứ điểm địch phân đội được trang bị hầu hết tiểu liên các loại của pháp sản xuất thủ pháo lựu đạn mỏ vịt do ta sản xuất bộc phá gói một đến hai khẩu ba do ca làm nhiệm vụ cơ động tôi biên chế phân đội có 3 tiểu đội bộ binh mỗi tiểu đội được trang bị trung liên của Anh như brand đầu bạc hay đầu đen, hoặc 24, 29 của Pháp, một súng phóng lựu MAS-36, hai tiểu liên tủi lê hoặc pistolet MAS, còn lại súng trường MAT-36. Sau này chúng tôi thay toàn bộ bằng súng trường MODE kiểu Đức, chiến lợi phẩm trận tiêu diệt căn cứ SEP, ngoài 3 tiểu đội bộ binh còn một tiểu đội súng máy 3 khẩu, một tiểu đội súng cối 60 ly 2 khẩu trang bị như thế ngụy quân không bị kịp quân lê dương pháp cũng không sánh nổi trong trận đánh vận động ở cánh đồng nha sang nằm giữa quốc lộ 1 và quốc lộ số 8 gần đôn và khu ấp đồng bào công giáo tầm hưng địch có đại đội co mang đô trên 100 tên do tên quan hai pháp bernard nổi tiếng tàn ác đang truy kích vây bắt một tiểu đội của đại đội c bộ đội địa phương huyện hàm thuận chúng tôi kịp thời cứu viện anh em thoát vây mặc dù quân số ít hơn địch chỉ 64 đồng chí, nhưng với hỏa lực áp đảo của chúng tôi đánh tan bọn biệt kích khát máu của Pháp, bắn hạ tên Bẻm Ars và nhiều tên khác, buộc tháo bỏ cấp hiệu phù hiệu, chúng phải vứt áo để dễ băng bó, kéo nhau chạy tan tác ra quốc lộ 8 và đồn tầm Hưng. Một điều khá dễ dãi của cấp trên đối với tôi là tôi được phép tự tổ chức biên chế, tự tuyển quân bổ sung, tự huấn luyện và trang bị. Quân số của phân đội thường trên 60 người. Trong tuyển quân tôi không bao giờ đụng đến anh em dân quân du kích làm giảm sức chiến đấu của địa phương. Ngược lại đến đâu là giúp huấn luyện kèm cặp họ, phối hợp cùng họ chiến đấu. Được trang bị mạnh, tinh thần chiến đấu cao, bạn bè tin cậy bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân dân yêu mến hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng. Bộ đội chúng tôi thời đó chỉ được chính quyền kháng chiến cấp thứ duy nhất là gạo. Đến xã nào xã đó xuất kho cấp. Quần áo mặc từng cá nhân tự lo lấy. Thực phẩm ăn hàng ngày đơn vị tự xoay sở không có kinh phí. Tự lo, tự xoay sở nhưng cũng đều từ dân mà có miếng ăn cái mặc đến đôi dép mang dưới chân, chiếc khăn lau mặt, bàn chải đánh răng, chai dầu xoa, cũng do dân lo liệu hết. Cộng với bản lĩnh vững vàng chúng tôi không hề chối bỏ chuyện đương đầu với bất cứ loại quân nào của Pháp. Quần nhau với quân nhảy dù tại cánh đồng xã Dâu Thành Hồng Sơn cạnh chân núi Tà Dôn. Đánh chặn từng bước suốt ngày quân Lê Dương Pháp đổ bộ tái chiếm mũi né ở dạng, bầu sen, đánh tan, truy kích đại đội đồ Pháp lần thứ hai tại cánh đồng lúa xã Hàm Phú đánh bại quân Pháp có xe tăng yểm trợ càn quét vào xóm dơ xã Hàm Chính Tam Giác, bảo vệ thôn ấp này không bị đốt phá cùng nhiều trận khác. Riêng tôi, ước nguyện ấp ủ bao năm đạt được, tôi như con chim bay bổng lướt gió đó đây ở tuổi 22, 23, đã cùng đơn vị mình mà hầu như cán bộ chiến sĩ dưới quyền đồng hạng tuổi tôi trở xuống vùng vẫy, in dấu chân mọi nơi thật thỏa chí tang bồng, trong sự chiều mến yêu thương của các bậc cha mẹ, các em nhỏ, các cô gái đợi ngày mai chiến thắng chứa quên trở về làng xưa. Em vẫn mong chờ, đến ngày ấy đôi ta cùng mơ. Tôi không hề hối tiếc sự đánh đổi này. Sau đó, trước ngày tập kết ra Bắc, tiểu đoàn 86 được khôi phục. Người ta bố trí tôi vẫn giữ chức trung đội trưởng bộ binh mãi đến năm 1955. Sau đó đảm nhiệm chức vụ đại đội phó đại đội trợ chiến trực thuộc trung đoàn 812. Nhưng với cấp trung đội bậc trưởng, nếu tính từ ngày tôi được phong trung đội phó sau khi đỗ đầu khóa đào tạo trung đội trưởng 1949, tôi làm cán bộ trung đội 7 năm. Tuy đại đội phó vẫn mặc áo hai túi vá vai với 32 đường gian khổ khi ra Bắc, quân đội ta mặc quân phục thống nhất do Trung Quốc viện trợ. Cán bộ đại đội bậc phó trở lên mặc áo cổ đứng có 4 túi, cán bộ trung đội bậc trưởng trở xuống mặc áo hai túi trên. Nơi vai để mang vác khỏi chóng rách người ta may đệm mỗi vai 16 đường chỉ. Anh em gọi 32 đường gian khổ. Không phải vì thế mà tôi buồn. Với tôi thì mãn nguyện, được trực tiếp đánh giặc làm tròn đầy đủ bổn phận dù ở cương vị công tác nào, lại còn sống được ra Bắc gặp Bắc Hồ, võ đại tướng. Tôi đã may hơn bao anh em không được phước như mình đã ra đi vĩnh viễn. Thế cũng quá đủ, tôi không ân hận gì. Đất thép, đúng như tôi nghĩ, về làm chức tham mưu phó trung đoàn hai hôm tôi được trung đoàn trưởng phái đi bắt liên lạc và bàn giao nhận chiến trường với trung đoàn 2 sư đoàn 9 ở xã Tân Thạnh Tây Nam Củ Chi, nằm trên lộ 8 từ thị trấn Củ Chi đi cầu Lái Thiêu, bắc qua sông Sài Gòn đến thị xã Bình Dương Thủ Dầu một Tôi nhủ thầm, bắt đầu cái kiếp làm phu lon ton chạy giấy đây. Lúc này vừa kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch mậu thân. Chuyến đi của tôi chuẩn bị cho đợt 2 mà trung đoàn 88 sẽ vào cuộc. Thật bỡ ngỡ khi đặt chân lên địa bàn xa lạ nổi danh đất thép. Tôi như chiếc thuyền con lạc trong biển cả mênh mông. Bốn bề căn cứ Mỹ, xung quanh sáng trắng đèn rủ. Pháo sáng từ đất bắn lên, từ máy bay đảo lượn trên không thả xuống không một phút giây nào ngừng. Từ lúc mặt trời vừa lặn hôm trước đến sáng bạch ngày hôm sau. Nó soi sáng từng lùm cây bụi cỏ, soi rõ từng ngón chân trong bàn chân mỗi người. Trên trời từng bầy trực thăng vũ trang chia thành tốp ba chiếc vãi cơn mưa đạn xuống hai bờ sông ven các kinh rạch. Cả những lùm trồi không đủ che kín một thân người ẩn núp. Đại Bác từ Bình Dương, Lai Khê, Bến Cát và dàn nhạc Tân Tây Lan ở Đồng Dù Luân Phiên dội đạn xuống các trục đường, bến sông, các khu đất bỏ hoang ở các xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Hố Bò, ven các xóm dân gòn nổi, Ba Sòng, xóm trại, Đồng Lớn, Sa Nhỏ, Cỏ Ống. Cùng đi với tôi có đồng chí công vụ liên lạc và một du kích dẫn đường. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ chiều ngày mùng 7 Tết tại Bến Đình Nhuận Đức nơi đây tôi nhặt được trong hầm trú ẩn ai đó bỏ quên một tạp chí văn nghệ quân giải phóng không còn bìa. Tôi ngạc nhiên trong điều kiện vô vàn khó khăn ở chiến trường mà cơ quan tuyên huấn Cục Chính trị miền cho ra một tạp chí in ấn không kém gì miền Bắc. Nội dung các bài viết nhiều thể loại như truyện ngắn, thơ, tranh vui, lý luận, phê bình sáng tác. Có một bài thơ tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Để có thể nhìn rõ những dòng chữ cuốn hút tôi mãnh liệt, tôi phải trườn người ló đầu ra khỏi miệng hầm mà có được chút ánh sáng để đọc bài thơ có tựa đề chúng con chiến đấu cho người sống mãi việt nam ơi của nam hà mặc cho trực thăng vũ trang mỹ nã rocket kết và đại liên xối xả trên đầu bài thơ thật tuyệt đã gây nhiều xúc động trong tôi một thời gian sau đó tình cờ tôi nghe qua chiếc máy thu thanh bán dẫn giọng một nghệ sĩ nam trong một buổi phát của đài phát thanh tiếng nói việt nam trầm ấm nhưng đầy cương nghị đọc bài thơ này có nhạc đệm tôi lặng nghe như uống từng giọt mật thấm vào lòng cảm ơn nhà thơ nam hà đã cho ra một tác phẩm tôi yêu thích tình cờ tôi được đọc nó trước lúc sắp dẫn thân vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Dưới ánh sáng trắng đèn dù, tiếng nổ rồn rập của đạn đại bác và âm ảo phanh phạch của bầy trực thăng quần đảo trên đầu, tôi lao theo người du kích dẫn đường nhưng miệng vẫn lầm bầm mấy câu trong bài thơ ấy. Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Chúng tôi băng qua những bãi rừng trồi khoảng giữa hai căn cứ địch. Trước đây, nơi này là thôn ấp rất trù phú thuộc xã Phú Hòa Tây, nay bị Mỹ san bằng thành khu trắng. Bên trái là đồn cây me và ấp chiến lược Phú Hòa Đông có đại đội bảo an. Nhiều trung đội dân vệ và phòng vệ dân sự có vũ trang chốt giữ. Bên phải là thị trấn Củ Chi và Đồng Dù một căn cứ lớn. Tiền đồn quan trọng cửa ngõ hướng Tây Bắc Sài Gòn. Đồng Dù nơi trú đóng của sư đoàn 25 bộ binh có biệt danh tia chớp nhiệt đới. Bơi qua rạch lán the không rộng nhưng khá sâu, nước chảy chậm. Điều quan trọng không ngại chuyện nông sâu mà làm sao ẩn kín khi bơi không để nhiều gợn nước lăn tăn tránh cặp mắt sơ mói của trực thăng dọi sáng đèn pha dò ngó trên trời. Từ đó băng qua một cánh đồng rộng bỏ hoang mọc đầy cỏ lác cao quá đầu người. Nhờ thế chúng tôi chui luồn trong đó che mắt chốt giá chiến của một cụm xe tăng Mỹ cách không xa. Ra khỏi cánh đồng cỏ lác, trước mắt hiện ra một xóm ấp làm tôi hết sức ngỡ ngàng lạ lẫm. Nhà cửa san sát hai bên con đường nhựa phẳng lì trong những khu vườn cây trái sum xuê đèn lửa răng răng thôn trên xóm dưới tiếng cười nói dâm gian nhiều nhà đang giã gạo say lúa nhà nào cũng sáng lửa bếp tiếng động cơ các loại xe máy xe làm, máy phát điện nổ giòn tan thật là mấy năm ở chiến trường chỉ thấy cảnh rừng núi đồng hoang khô cần bởi chất độc hóa học mỹ bây giờ tôi như bước vào một thế giới mới mẻ sôi động như một ốc đảo hòa bình lọt thỏm bốn bề dày đặc quân xâm lược đã vào ngoại ô sài gòn rồi ư không anh du kích đáp lại lời tôi đến Sài Gòn phải 30 km nữa. Đây là xã Tân Thạnh Tây của huyện Nam Chi. Bộ đội sư đoàn 9 đóng trong ấp. Em đưa thủ trưởng vào đây em coi như hết nhiệm vụ. Tôi không tin nổi mắt mình và lời anh du kích. Cách cấp 100 m về hướng Bình Dương có một bót địch với chiếc lồng cu khá cao để quan sát. Nơi đó tên lính canh đang ca vòng cổ. Chỗ tôi đứng vẫn nghe rõ mồn một cái giọng eo éo của hắn ta phía sau về bên phải nơi chúng tôi vừa chui lòn trong đồng cỏ lác là chốt giá chiến xe tăng mỹ cách đây hơn nghìn mét phía phải theo hướng tay chỉ của anh du kích chưa đầy ba nghìn mét là căn cứ đồng dù ngước nhìn lên bầu trời trước mặt một quầng sáng vắt từ đông sang tây hướng đó là sài gòn cách đây không mấy xa thế mà bộ đội ta vẫn đóng quân ngay đây một cách công khai lộ liễu thế sao sự thật giành giành ra đấy mà tôi cứ ngỡ mình nằm mơ tôi hỏi anh du kích ta với mỹ ngụy sống chung hòa bình với nhau không đánh nhau à? Anh cười giải thích. Choảng nhau chí chết ấy chứ. Có điều ta với Mỹ chẳng có giao ước chi, mà hết 6 giờ sáng đánh đến 6 giờ chiều nghỉ. Mỹ rút ra đồng cụm đây. Quân ta vẫn ở trong ấp sinh hoạt với nhân dân bình thường. 6 giờ sáng hôm sau chơi tiếp. Bọn ngụy trong boxin ta đừng đánh chúng. Chúng không gây cản trở gì ta. Thỉnh thoảng nịnh anh em mình xin vài điếu thuốc lá thơm. Bọn em hút rồi ca cải lương anh nghe. Còn dân, Đồng bào lúc này nhà nào cũng có người về làm gạo chăm sóc châu bò, heo, gà. Loại gia cầm gia súc này đều có công sự che chắn. Đặc biệt về đêm nhà nào cũng nấu đủ phần cơm cho bộ đội theo sự phân công của cán bộ địa phương. Cơm đủ ăn cả ngày hôm sau. 4 giờ sáng họ giao nhà cho bộ đội gồng gánh tản cư ra vùng địch kiểm soát như thị trấn Củ Chi, Hòa Phú, Bình Mỹ. Trời sập tối ai về nhà nấy làm công việc thường ngày. Đồng bào về mang theo đồ ăn thức uống tiếp tế liên hoan với bộ đội trẻ con hát hò công khai các bài ca cách mạng được các chú giải phóng dạy cho. Thủ trưởng vào xóm xem, muốn nếm thứ gì cũng có. Nhiều hiệu cà phê, quán giải khát, tiệm phở hủ tiếu, cửa hàng bánh kẹo sữa đường. Rất đông dân Sài Gòn từ người lao động đến trí thức, người hèn kẻ sang, các cụ già đạo mạo đến bọn thanh niên dáng cao bồi. Đêm nào cũng tấp nập về đây để xem mặt quân giải phóng, lính cụ hồ. Rất nhiều tiểu thư con cái nhà lành cả các chị em cháu chắt của thần Bạch mi nữa đây. Tôi cắt ngang. Thế họ có mùi chảy anh em mình không? Anh xua tay. Không, không. Họ không dám. Không phải vì sợ mà họ phục, phục lăn anh em mình. Bộ đội mình đứng đắn lễ phép không tơ hào một tí gì của dân. Dân cho cũng không dám nhận. Tôn kính người lớn. Yêu mến trẻ con. Đứng đắn với phụ nữ. Anh em đã làm dân miến dân yêu và tin cậy. Em ở đây đưa đón cán bộ. Du kích ra vào ăn ở hàng ngày. Nhờ bà con đùm bọc che chở, chứ dễ gì sát nách bọn Mỹ mà trụ được. Một lần nữa tôi suy ngẫm càng thấm sâu ý tưởng Bắc Hồ, cá không nước cá sao sống nổi. Tôi làm việc với đồng chí Tạ Quang Tỷ Phó Tư lệnh Sư đoàn 9 Anh hùng lực lượng vũ trang và đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 không mất nhiều thời gian. Kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Các anh đề nghị tôi nghỉ đêm tại tiểu đoàn đang trụ trong ấp. Anh em thu xếp cho hai chúng tôi chỗ nghỉ dưới hầm trong nhà dân nhưng tôi muốn hít thở nhịp sống về đêm ở một vùng có những lạ lùng tôi không hiểu nổi. Đánh nhau cả ngày, trời sầm tối ngưng chiến không cần hiệp định để về đêm mỗi bên thư giãn theo cách riêng của mình. Trước Tết Mậu Thân ta chia huyện Củ Chi thành hai huyện Bắc Chi và huyện Nam Chi. Tôi gieo mình vào đống dơm to tướng cao quá đầu người trước sân. Đêm nay đúng mùng bảy Tết Mậu Thân. Hương trầm theo gió thoảng từ nhà ai quanh đây tỏa ra thơm dịu làm thư thái tâm hồn. Mùi dạ mới hòa quyện mùi khói bếp ngai ngái nước đái châu, tạo thứ mùi tổng hợp đặc trưng vùng quê mà tuổi ấu thơ tôi quen thuộc. Tôi đưa 100 đồng tiền Sài Gòn cho cậu liên lạc công vụ ra phố mua cái gì ăn tùy thích. Còn tôi từ đầu hôm đến giờ chưa có miếng chi bỏ bụng nhưng không thấy đói. Sáng nay tôi nhận được 300 đồng, khoản tiền nho nhỏ trong tiêu chuẩn được bồi dưỡng. Tôi rất thèm được nếm lại mùi vị bát phở tái, tô hủ tiếu, một tách cà phê Sài Gòn ắt hẳn ngon lắm. Ngoài đường dù đêm đã khuya vẫn còn rộn dịp người qua lại. Ánh đèn măng sông đèn khí đá sáng tỏ lối đi. Các cửa hiệu hai bên phố nhỏ nửa thì nửa quê vẫn kẻ ra người vào. Vẫn tiếng máy nổ giòn của xe lam, xe máy. Tiếng chảy khuya, tiếng nô đùa của trẻ con trong xóm. Tiếng nghêu ngao của anh chàng lính ngụy trên tháp canh đang xuống giọng xề mở đầu cho bài vọng cổ, than ôi. Nước mắm mặn không tiền mua giấm, chứ ái khanh ơi. Có bạc lẻ cho chấm mượn đỡ hai đồng lúc này sao tôi muốn nhìn ngắm mọi người. Lâu, lâu lắm trừ phi tiếp xúc với đồng bào thượng vùng rừng núi Tây Nguyên, một số bà con bám trụ vùng du kích ở bà Giá Phước Long. Tôi chưa thấy lại bà con người miền xuôi nhất là dân Sài Gòn. Chỉ chuyển dịch không đầy 100 mét là tôi đứng trên con lộ trải nhựa phẳng lì hoặc bước vào một cửa hiệu nào đó. Tôi sẽ thỏa mãn những điều ước muốn của mình. Thế mà tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm bên cạnh đụn rơm không buồn ngồi dậy. Về khuya trời xa xương xe xe lạnh. Tôi vẫn nằm đó phì phèo mấy hơi thuốc lá ruby, nhai mấy kẹo dừa do cậu công vụ mua ngoài phố mang về. Tôi ngửa mặt nhìn trời. Màn trời cao, trong, không gận chút mây. Sao đêm mờ nhạt bởi ánh sáng đèn rủ. Tôi tìm trong ấy ngôi sao chiếu mệnh của mình không biết ẩn khuất nơi nào. Tôi đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái an lành bên trong lò lửa chiến tranh giống như một ốc đảo tí hon nằm lọt thỏm giữa một vùng sa mạc khổng lồ trước ngày đánh nhau với bọn sư đoàn một anh cả đỏ mỹ ở nam thị xã hớn quản bình long đến nay chưa có đêm nào tôi ngủ quá 2 giờ có người đánh thức tôi dậy lúc này mọi chuyển động cuộc sống trong đêm như đã ngừng quay cảnh vật trở lại im ắng trời mở sương đục vẫn mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí ban mai lành lạnh thật dễ chịu đồng chí tiểu đoàn trường nói với tôi chúng mình dùng bữa sáng để còn kịp đón khách đến thăm thoạt nghe tôi trưng hường nhủ thầm khách nào lại đến trúc xuân nơi này xong lại vỗ chán tự trách, ngốc ơi là ngốc. Tôi hỏi lại anh, nghe nói thường vào lúc 6 giờ họ mới đến cơ mà. Anh gật đầu, có thế thật. Sao thế nhỉ? Tôi tịt như anh, không rõ trong điều lệnh chiến đấu quân Mỹ có định ra điều này không. Tôi đáp, chắc không, có thể do từng tên chỉ huy vận dụng. Tiểu đoàn trưởng tán đồng ý kiến tôi, anh nói. Hôm đầu chúng ra vẻ hung hăng, tấn công vào đây trên hai hướng chia nhiều mũi, bị ta nện cho. Mấy chiếc tăng M41, xe bọc thép M113 bị bắn hỏng nằm trình hình ra đó. Thế là cả bọn tháo lui ra xa bắn vái đạn loạn xả. Từ bữa đó đến giờ, hễ 6 giờ sáng chúng bày binh bố trận tiến vào nhưng chớm đến tầm B40. B41 của ta chúng nằm lại gọi trực thăng đến quần đảo trợ chiến. Chiều đến khoảng 18 giờ chúng lại lui ra giữa đồng cụm lại như các anh thấy đấy. Hình như chúng không muốn đánh với ta thật sự. Cần cảnh giác hiện tượng này, biết đâu chúng tạo một đường nhăn trong suy nghĩ của ta quen cái nếp này của chúng, rồi bất thần là một điều gì đó ta không kịp trở tay. Hoan hô một ý kiến hay, chúng tôi đã bàn chuyện này. Tôi nêu thắc mắc, tại sao chúng không tập trung oanh kích bằng phi pháo vào ấp khi chúng thừa biết có chủ lực ta tại đây? Cũng là dấu hỏi của chúng tôi và cấp trên. Câu trả lời, một trong mấy lời giải có thể chấp nhận như sau, chúng biết ta sẽ không trụ lâu, đến lúc nào đó rút ra ngoài các hướng chúng thừa biết thôn ấp này vốn thuộc kiểm soát của chúng. Nếu ta không đánh bại chúng ở Sài Gòn, vùng này về lâu về dài không thuộc về ta. Thế thì hủy diệt làm gì? Sẽ đẩy dân chúng càng ngát theo cách mạng, lại oán hận chúng. Nhân dân có cơ kéo đi đấu tranh buộc chúng phải bồi thường. Điều này đối phó không dễ với chúng đâu. Bây giờ tạo thế cầm chân ta rồi tổ chức nút chặn bên ngoài các hướng ta có thể lui. Lúc đó sẽ tập trung sức diệt ta ngoài khu trắng. Còn lời giải nào khác? Nếu có, trong óc các vị bề trên. Tôi ngẫm nghĩ vấn đề nêu ra của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Nếu thế, đó là điều thử thách không dễ cho trung đoàn 88 chúng tôi. Vài ba hôm nữa chúng tôi sẽ đến đây. Cầm đĩa cơm gạo trắng trong tay có món thịt gà rim mặn và mấy miếng lạp xưởng láng mỡ, tôi hỏi anh. "Đều đều thế này ư?" Từ ngày đứng trụ tại đây mọi cái ăn đều của đồng bào nuôi bộ đội ta cả đấy. Anh hất đầu để tôi chú ý đến cái giá đựng đầy cơm nắm nắm cơm nào cũng to như trái dừa đã bóc vò cơm chưa bà con lo sẵn cho chúng mình có món này anh chỉ những miếng thịt gà diêm mặn và nhúm muối đậu tất cả đều bọc trong những túi ni lông trắng nuốt lo cho cả sư đoàn sức dân sao chịu nổi một trung đoàn anh đính chính câu nói của tôi và tiếp chi bộ đảng và cán bộ địa phương từ huyện đến xã thôn bám dân hết sức nhiệt tình vận động quần chúng dốc tiền dốc gạo tiếp tế nuôi dưỡng bộ đội ta ai có gì góp nấy tuy ta có đề nghị chi hoặc thanh toán bằng tiền cho dân cũng không được đồng bào nói anh em không tiếc xương tiếc máu chiến đấu chống giặc mỹ xâm lược huống hồ bà con chỉ tốn ít công ít của có thấm vào đâu tôi lại hỏi quán xá cửa hiệu họ để nguyên thế à gần sáng mọi thứ đều cho xuống hầm không nhà nào không hầm hầm chia mấy tầng tầng trên nghỉ ngơi ngủ tầng dưới tránh phi pháo bộ đội ta vào đây đỡ tốn công làm hầm chỉ dốc sức xây dựng công sự chiến đấu vòng ngoài nhiều nhà đảo cả hầm trú ẩn cho gia súc, gia cầm. Đây anh xem bây giờ không còn ai trong ấp. Chiều đến, tiếng súng ngừng, họ lại gồng gánh trở về với anh em ta. Cuộc sống về đêm lại nhộn nhịp rôm rà. Mỹ à, chúng thừa biết thừa thấy ấy chứ. Có tên chỉ vào thúng đựng thực phẩm, nhu yếu phẩm của đồng bào từ vùng địch gánh ra cười hỏi, tiếp tế Việt Cộng Hà. Mấy cô gái ta gan đầy mình lì lợm dễ. Sợ, ừ, tiếp tế để họ đánh chúng mày. Về Mỹ đi vợ con bọn mày đang ngóng trông từng ngày đấy. Ở đây chết uổng mạng. Trong số lính Mỹ nhiều thằng bọc bẹ tiếng Việt. Nó nghe nó hiểu gật đầu nhe răng cười phát tay ra hiệu. Đi, đi. Hết phần 6